Mình chào tất cả các anh em đam mê ha. Như vậy thì mình vừa mới hoàn thành xong được 4 KV để nuôi trẻ lưỡi sinh sản cho cái mùa sinh sản năm 2025. Thì trong cái video này mình sẽ giới thiệu khá là chi tiết về 4 KV này đến những anh em đang quan tâm, cũng như là mình sẽ có những cái lưu ý cực kỳ quan trọng để làm sao chúng ta có thể làm được một KV nó vừa tiết kiệm mà nó lại vừa phù hợp để nuôi chim sinh sản anh em ha. Đầu tiên, vật liệu dùng để làm 4 KV này. Cái thứ nhất là sắt, thì mình sẽ dùng sắt hộp loại 2 vuông với cái chiều dày là 1 ly, với cái giá thành hiện nay là tương đương với khoảng 73 đến 75 ngàn một cây dài 6 m. Cái thứ hai là lưới thì mình dùng loại lưới mạ kẽm với cái ô, với cao lưới là 1 x 1 cm, với cái giá thành hiện nay tầm khoảng 45 ngàn một mét vuông. Khi anh em mua lẻ, còn anh em mua nguyên cây thì nó có thể tiết kiệm hơn cho anh em từ 1 đến 200 ngàn. Còn phần lọc mái thì mình sử dụng cái loại tôn, tôn La Phong, cái loại mà dập sóng nhỏ, với cái giá thành hiện nay thì tầm khoảng 80 nghìn một mét vuông anh em ạ. Thứ hai là kích thước của từng KV. Thì mỗi KV nó sẽ có cái chiều rộng là 1m1, chiều dài là 1m3, còn cái chiều cao là 2m. Như vậy thì tổng chiều dài của 4 KV này tầm khoảng là 4m4. Bởi vì lý do thì mình tận dụng hết cái phần đất trống ở cái khu vực này, cho nên là mình làm 4m4 luôn để chia ra mỗi KV nó được rộng rãi hơn một tí. Thì anh em có thể làm chiều rộng mỗi KV tầm khoảng 1m là ok rồi. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu chi tiết từng cái cách bố trí trong cái AV này anh em ha. Thì mỗi KV thì mình đều bố trí tương tự nhau ha, tương tự nhau, cho nên mình sẽ quay chi tiết một KV để giới thiệu tới anh em thôi ha. Đầu tiên thì cái mặt này đúng không? Cái mặt này thì là cái mặt gần như là cái mặt chính để ra vào AV, cũng như là chăm chim, cũng như là làm mọi thứ trong cái AV này thì liên quan đến cái mặt này. Cái mặt này đầu tiên thì phải có cái cửa này nè. Đấy, phải có cái cửa này ha. Thì cái cửa này là cái cửa lớn. Thì cái cửa lớn này khá là quan trọng khi mà chúng ta nuôi chim sinh sản anh em ha. Thì đây là cái cửa mà để mình ra vào, để mình ra vào bên trong AV, với mục đích là để mục đích thứ nhất là để dọn dẹp ha, để dọn dẹp và vệ sinh bên trong AV, cũng như là chúng ta có thể là ra vào để bố trí một số những cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ, hoặc là chúng ta ra vào để chúng ta lắp đặt những cái cầu đậu cho chim, hoặc là chúng ta có thể làm mọi cái vấn đề bên trong AV khi cần thiết chúng ta dùng cái cửa này. Và khi làm cái cửa này thì cái kích thước này nó cũng là khá là quan trọng đấy anh em. Thì anh em phải làm sao để chúng ta ra vào thoải mái. Và cái thứ hai nữa là để muốn làm cái kích thước cái cửa này chuẩn xác thì anh em nên đo cái lồng nuôi chim của anh em đấy. Ví dụ cái AV này mình ghép chè lửa đi đúng không, thì mình sẽ đo cái lồng chè lửa nó như thế nào để làm sao mà chúng ta có thể đưa được cái lồng chè lửa qua cái cửa này vào AV anh em. Mục đích để làm gì là khi mà chúng ta nuôi chim sinh sản thì chúng ta phải ghép chim anh em, ghép đôi trống mái với nhau. Thì khi chúng ta bỏ con mái nào vào trước AV này cho nó làm quen thì sau đó thì chúng ta sẽ xách cái lồng của con trống chúng ta qua cái cửa này để chúng ta treo lên cái khu vực bên trong cái AV này để cho con trống mái nó làm quen với nhau. Tầm khoảng 1 tuần đến 2 tuần thì chúng ta mới thả vào được, chứ không là chúng ta thả vào thì khả năng cao nó sẽ đánh nhau và gây những cái hư hỏng về chim khá là đáng tiếc đây nè. Đó là cũng là một cái lưu ý khá là quan trọng để khi mà anh em có những cái tính toán để làm những cái AV nuôi chim sinh sản này mà. Rồi tiếp theo là cái cửa thứ hai. Cái cửa này thì làm cái cửa mà để đưa đồ ăn vào cho chim. Đưa đồ ăn vào cho chim. Đấy, cái cửa này anh em làm nhỏ thôi ha. Anh em làm nhỏ thôi.
Thì lưu ý đối với cửa này thì mình nên làm một cái cửa sập anh em ha, để chúng ta tránh cái trường hợp mà chúng ta quên đóng cửa chim, đóng cửa AV và chim nó bay ra ngoài. Ví dụ trường hợp này chúng ta quên đi thì cái việc mà con chim nó thoát ra ngoài thì cũng cái cửa này nó sẽ sập xuống rồi, thì không có đủ cái khoảng trống để con chim nó ra ngoài anh em. Đấy là cái lưu ý cũng khá là quan trọng khi mà anh em dự tính làm cái AV nuôi chim sinh sản. Rồi thì bên trong cửa này thì anh em phải hàng một cái giá đỡ để chúng ta đỡ để những cái máng ha, máng ăn, để những cái máng ăn hoặc là những cái máng uống cho chim ở trong khu vực này. Thì anh em lưu ý ví dụ những cái khay của anh em như thế nào thì anh em phải tính toán để làm sao để mình hàng là mình bỏ vào là vừa luôn anh em. Mình đã tính toán mình hàng mình bỏ vào một cái là vừa luôn. Đấy, lấy ra lấy vào nó cũng khá là tiện, lúc chúng ta vệ sinh thì chúng ta lấy cái khay để chúng ta mà đem ra chúng ta lấy đồ ăn cho chim. Đấy. Rồi thì đối với nuôi chim sinh sản, một cái cửa gần như mình nói với anh em là một cái cửa tuy nó tuy anh em ít quan tâm nhưng mà đây là một cái cửa cực kỳ quan trọng luôn. Thì nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ đó anh em. Thì đây là cái cửa để thăm cái tổ đẻ cho chim. Cái cửa để thăm tổ đẻ cho chim, cửa này anh em làm nhỏ thôi. Đấy thì tầm khoảng mình đang làm tầm khoảng 20 ha. Tầm khoảng 20 x 20. Đó. Tức là cái cửa này thì qua cái cửa này anh em có thể là mở cửa này để anh em dòm vào vị trí bên trong cái tổ đẻ ha. Thì phía bên trong này thì anh em phải lưu ý rằng là chúng ta phải hàng một cái giá đỡ để sau này chúng ta lắp cái tổ đẻ ở khu vực này. Chúng ta lắp cái tổ đẻ này. Và khi mà chúng ta qua cái cửa này thì chúng ta có thể nhìn vào chúng ta quan sát là chim con ở trong này trứng như thế nào. Chúng ta có thể lấy chim con ra, hoặc là qua cái cửa này chúng ta có thể lắp cái tổ đẻ cho chim, không cần thiết phải vào trực tiếp bên trong KV anh em. Anh em ha, thì một số những cái cửa mà mình nghĩ rằng khi mà anh em nuôi chim AV, nuôi chim sinh sản thì anh em cần phải cực kỳ lưu ý đến ba cái cửa này. Đấy. Rồi thì đây là phần bên ngoài ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để giới thiệu cho anh em một số những cái vấn đề mà mình bố trí bên trong một cái AV sẽ như thế nào anh em. Thì bên trong cái AV này thì nói chung là mình bố trí nó cũng đơn giản thôi anh em. Thì chiều cao của cái AV này thì lúc đầu mình đã giới thiệu với anh em rồi, thì nó tầm khoảng là 2m anh em. Vị trí mái nó đổ về phía bên này, thì bên này là vị trí cao nhất của nó là 2m, còn phía bên kia thì vị trí cao nhất của nó là 2m2 để cái độ dốc mái nó đổ về. Rồi thì bên trong này thì mình bố trí một vài cái cầu thôi, một vài cái cầu đấy anh em ha, vài cái cầu được chưa, vài cái cầu chim đậu ha. Thì anh em lưu ý là việc bố trí cầu thì tránh những cái cầu nó chồng chéo nhau, cái cầu trên và cầu dưới nó chồng chéo nhau quá nhiều, dẫn đến con chim mà nó đi phân thì nó chỉ dính lên những cái cầu đậu phía dưới. Cũng như là việc khi mà anh em làm một số những cái tiểu cảnh nhỏ như trong như thế này thì cũng khi mà anh em bố trí cầu thì cũng hạn chế để cái cầu của mình nó ở trên quá nhiều so với cái AV này anh em thấy không. Nhưng mình chỉ có một xí ở đằng kia thôi, là con chim nó có thể đậu mà ít khi nó sẽ đậu đó nè, ít khi nó đậu ở khu vực ngoài này thôi. Thì gần như là nó sẽ không có bao nhiêu phân để mà nó rớt ở dưới này nè. Rồi thì bên trong này thì mình có bố trí một vài cái tiểu cảnh nhỏ nè. Thì cái tiểu cảnh này thì giúp cho cái AV của mình nó có thêm cái sự sinh động hơn, có thể sinh động hơn và nhìn có thể là vui hơn. Và cái tiểu cảnh nhỏ này nó có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng anh em. Thì mình sẽ trình bày ở cái phần cuối video, ở phần lưu ý, một số những cái lưu ý quan trọng khi anh em làm một những cái AV nuôi chim sinh sản anh em ạ. Thì anh em nhớ là xem cái phần lưu ý đó của mình để anh em chuẩn bị cho việc làm AV nó thực sự và nó đầy đủ hơn anh em ha. Đấy. Rồi thì bên trong này thì nó đơn giản như vậy thôi. Đấy thì bên trong này sẽ là một cái khay. Đấy, một cái khay, một cái giá đỡ để đỡ cái khay. Đó, và bên trên này cũng có thêm một cái
giá đỡ để sau này mình sẽ đỡ cái tổ đẻ thôi. Nói chung là cũng đơn giản như vậy thôi anh em ha, đơn giản thôi. Thì đối với con chè lửa ha, thì hay là anh em có thể nuôi chào màu thì nó không cần cái việc mà cây cối trong này nó quá tùm hay là quá là nhiều đâu nè, đơn giản thôi. Rồi thì như vậy thì mỗi KV thì mình đều có cái cách bố trí tương tự nhau ha. Như anh em thấy ha, đều có cửa ha, cửa lớn, cửa đưa thức ăn vào, và thêm một cái cửa nữa là cái cửa thăm tổ đẻ ha. Tất cả những KV đều bố trí tương tự nhau về những cái chi tiết công năng bên ngoài cũng như là bên trong từng KV anh em. Thì KV của mình nó được một cái lợi thế nữa là nó có hai mặt anh em, hai mặt mình có thể nhìn ha, mình có nhìn khi mình nhìn vào cái mặt phía bên này á, thì mình nói chung là chủ yếu là mình ở trong nhà của mình ngắm ra chủ yếu là cái mặt này anh em, cho nên là cái mặt này là mình sẽ ưu tiên bố trí những cái tiểu cảnh để khi mà mình ở trong nhà mình nhìn ra thì mình sẽ thấy mọi thứ nó trông có vẻ thu hút hơn, cuốn hút hơn và nó vui mắt hơn anh em ha. Đấy, còn phía bên trên thì mình sẽ canh một cái tấm lưới ha, cái tấm lưới này nó có những cái ý nghĩa khá là quan trọng. Đó, khi mà mình nuôi chim sinh sản thì cái tấm lưới này thì giúp cái AV của mình nó trở nên nó yên tĩnh hơn. Đó, và cái mùa mưa thì nó sẽ đỡ bị dội mưa vào hơn anh em ha, cũng như là cái lượng nắng mà nó vào trực tiếp cái AV này thì nó sẽ bị hạn chế hơn. Đấy, khi con chim nó ở bên trên này thì những con chim nó ở phía bên trên này nó đậu bên này, cũng như là con chim nó nằm ấp vào những cái tổ của nó ha, những cái tổ của nó thì nó sẽ an tâm hơn. Và cái lưới này khi mà trong cái mùa sinh sản thì mình thả xuống anh em, trong mùa sinh sản thì mình thả xuống như thế này đó. Khi mà hết mùa sinh sản mà mình muốn ngắm chim thì mình có thể hoàn toàn có thể kéo cái lưới này lên và mình có thể ngắm những chú chim bay nhảy trong cái AV này. Anh em thấy nhìn từ hướng này anh em có thấy mình bố trí khá là chi tiết những cái vị trí cầu đậu như thế nào. Đấy. Từng cái AV một thì mình bố trí nó tương tự nhau hết anh em. Đấy. Tương tự nhau hết ha. Đấy. Còn đối với cái mái thì mình sẽ làm dốc từ vị trí này ra cái vị trí phía kia. Thì cái trên nhau tầm khoảng độ cao trên nhau tầm khoảng 20 phân. Đây nè. Rồi như vậy thì mình đã giới thiệu gần như là tổng thể KV của mình vừa mới làm xong để giới thiệu đến tất cả anh em. Và bây giờ thì mình sẽ có một số những cái lưu ý chia sẻ khá là quan trọng để anh em có thể tham khảo nếu anh em có những cái dự tính làm những cái AV nuôi chim sinh sản anh em ha. Cái lưu ý thứ nhất đó là khi anh em nuôi chim sinh sản thì cần phải có những cái tấm bạc hoặc những tấm lưới để mình che bớt 1/2 cái AV lại anh em ha. 1/2 cái AV lại, thường 1/2 cái AV á thì là cái vị trí mà chim nó đậu, thì cái vị trí cầu đậu của con chim á, thì gần như là mình bố trí ở cái phần 1/2 trở lên. Mục đích là khi mình đứng mình nhìn con chim thì nó cũng khá là rõ. Thứ hai là khi mà con chim mùa sinh sản, con chim nó sinh hoạt trên này á, nó bay nhanh nhảy, nó đậu, nó ve vãn với nhau ở trên này thì nó chỉ ít thấy cái người đi bên ngoài và nó chỉ cảm giác nó chỉ thoải mái hơn. Cái lưu ý thứ hai là như anh em thấy là vị trí mà cái thành móng của mình nó sẽ cao hơn so với cái mặt đất này tầm khoảng một gang tay. Thì cái ý nghĩa của việc cái thành móng này nó cao hơn là cái lý do như thế này anh em, là khi mà trường hợp mà cái mồi tươi của anh em á, anh em cho vào trong cái AV này, anh em cho vào những cái khay mà những có thể là những con dế hoặc những con sâu nó có thể bò ra ngoài, thì nó cũng có thể là nó chỉ lẳng quẳng bên trong cái AV này. Bởi vì
nó bị ngăn cản bởi một bức tường thành dày khoảng một gang tay, thì lúc đó thì con chim mình nó có thể nó bay xuống và nó nhặt lại những cái mồi đó anh em ha. Cái lưu ý thứ ba là vị trí đặt cái tổ đẻ đó nè. Thì đây là cái giá mà mình hàng để sau này mình sẽ đặt cái tổ đẻ lên trên cái vị trí này. Thì đối với cái tổ đẻ thì mình cũng lưu ý với anh em rằng là mình phải đặt ở vị trí nó tối thiểu là nó cách cái mái tôn này, tức là cái mái của mình anh em là 50 phân anh em ha, tối thiểu là 50 phân. Đối với chè lửa thì sau này mình sẽ treo một cái hộc thì nó sẽ thấp xuống tầm khoảng 10 đến 15 phân dưới này nữa. Thì rõ ràng là cái tổ đẻ của mình nó sẽ thấp hơn cái mái này tầm khoảng 50 đến 65 phân. Đấy anh em, thì vào những cái mùa nắng đó anh em, chim mình nó chỉ biết là nó sinh sản vào mùa nắng mà. Cho nên là khi mà trời nó, thời tiết mà nó quá gắt thì nó sẽ hấp thụ xuống cái mái tôn này. Nếu mình trường hợp mà cái tổ đẻ mà nó sát quá sát cái mái tôn này thì nó sẽ rất là nóng và con chim nó ấp trong cái tổ này nó sẽ khá là khó chịu, thì dẫn đến cái tình trạng là chim nó có thể là nó bỏ tổ ấp hoặc là trứng trong cái tổ ấp này nó sẽ bị hư do cái nhiệt độ nó quá cao nên em. Thì đây là cũng là một cái lưu ý khá là quan trọng anh em ha. Rồi tiếp theo là cái lưu ý thứ tư. Như em thấy là bên trong cái vi này mình bố trí một cái tiểu cảnh nó cũng là tương đối nhỏ thôi. Thế thì cái tiểu cảnh này ngoài cái việc là chúng ta nhìn cảm thấy nó thêm một cái phần nào đó sinh động trong AV, cũng như là khi chúng ta nhìn ở bên ngoài vào thì chúng ta cảm thấy cái cảm giác khá là vui ha, khá là vui mắt. Và con chim ở bên trong cái AV thì nó cũng cảm nhận được cái gì đó là có sự cây cối, có sự thiên nhiên ở trong cái AV mà nó sinh sống. Và một cái ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta bố trí cái tiểu cảnh này bên trong cái AV chúng ta nuôi chim sinh sản, đấy là khi mà anh em nuôi chim sinh sản thì không thể nào tránh cái trường hợp mà trống đánh mái hoặc là mái đánh trống, đúng không anh em? Nếu chúng ta phát hiện kịp thời chúng ta tách ra ngay thì không sao. Trong trường hợp mà chúng ta không phát hiện kịp thời, khi mà trống nó đánh con mái quá là nhiều, nó dí nó đánh con mái quá là nhiều, và nếu một AV chúng ta mà trống trơn không có một cái chỗ nào để cho con chim nó nấp thì khả năng cao là nó sẽ đánh nhau, con trống nó đánh con mái, có thể là hư con mái hoặc là đi luôn con mái. Chính vì vậy là cái tiểu cảnh nó nhỏ như thế này, như anh em thấy đây, đây là những cái vị trí mà nếu mà trường hợp là xảy ra cái rủi ro đó, con trống nó đánh con mái thì con mái hoàn toàn có khả năng là chui ở những cái vị trí này để nấp tạm thời anh em ha. Và khi chúng ta phát hiện ra được cái vấn đề này thì con chim của mình nó vẫn an toàn, và chúng ta bắt đầu chúng ta tách trống hoặc tách mái ra để chúng ta hạ lửa cũng như là chúng ta cho nó tiếp xúc làm quen lại, rồi chúng ta mới bắt đầu thả chung lại với nhau. Đấy thì mình lúc đầu mình nói anh em, cái tiểu cảnh này tuy là một cái tiểu cảnh nhỏ thôi nhưng mà nó có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó chỉ giảm được cái tình trạng mà mất mát khá lớn của những kẹp chim anh em. Mỗi kẹp chim của anh em, nếu mà anh em nuôi những kẹp chim giá trị thì một con mái hay một con trống giá trị khá là cao. Trong trường hợp mà chúng ta không có phòng trừ được những cái, chúng ta không có phòng được những cái rủi ro như thế này thì nó sẽ xảy ra những hậu quả cực kỳ là đáng tiếc anh em ha. Rồi cái lưu ý thứ năm cũng là cái lưu ý cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đến tất cả anh em, là khi mà anh em làm những cái AV, những cái vách ngăn như thế này, anh em có thể xây bằng gạch đúng không? Anh em có thể xây bằng gạch hoặc anh em có thể dùng những tấm alu hoặc những tấm tôn để anh em ngăn những cái vách ngăn như thế này. Khi mà anh em làm những cái AV liền kề nhau thì rõ ràng nó sẽ không tránh khỏi những cái lỗ hở anh em, những cái lỗ hở ở vị trí này, những cái vị trí này. Đây là những cái lỗ hở mà mình đã bít lại anh em, mình đã bít lại ha, ở trên đó cũng vậy anh em. Anh em thấy là mình đã bơm form vào để bít lại tất cả những cái lỗ hở này, và kể cả những cái lỗ hở ở dưới chân này nữa thì mình đã trám hồ nó khá là cẩn thận đây anh em. Anh em thấy không, mình trám hồ nó khá là cẩn thận luôn. Đấy, thì đây cũng là một cái lưu ý mà khá là nhiều anh em sẽ bỏ sót khi mà anh em chưa có lắp hết những cái vị trí này mà anh em đã vội thả chim vào AV.
anh em thấy không, mình đã lắp hết những cái vị trí lỗ hở nào có thể có để cái đôi chim bên này nó có thể nhìn thấy đôi chim bên kia. Chỉ cần một cái lỗ hở nhỏ như cái đầu ngón tay này thôi em, thì hai con chim nó bu vào ví dụ cái lỗ hở này đúng không, nó bu vào, nó chìa mỏ qua, nó đánh nhau thì dẫn đến là hư luôn mỏ, hư luôn đầu đấy anh em, thì khá là đáng tiếc. Và khi mà hai con chim ở hai cao bi mà nó nhìn thấy nhau rồi á thì nó lại ức lên, nó đánh nhau không được, nó lại ức lên, nó quay sang nó đánh mái, thì đó là một cái điều cực kỳ mà rủi ro. Thì anh em không có để ý những cái chi tiết này mà anh em đã vội thả chim anh em ha. Đó là một cái lưu ý, tuy mà nó nhỏ nhưng mà nó cực kỳ quan trọng đó. Tránh cái trường hợp mà chim của anh em nó đánh nhau giữa hai cao bi, hoặc là khi mà nó đánh nhau không được thì nó dẫn đến là nó tức quá, nó sẽ đánh mái luôn em. Đấy, thì anh em cũng cần phải lưu ý những cái vị trí đó cho mình ha. Rồi thì cuối cùng là tổng chi phí để hoàn thiện 4 cao bi này, thì mình nghĩ đây là cái thông tin mà khá là nhiều anh em quan tâm đúng không. Thì cái kích thước như ban đầu mình đã giới thiệu đến tất cả các anh em, và bây giờ là chi phí để hoàn thiện 4 cao bi này là mình đã làm mất khoảng là 6 triệu đến hơn 6 triệu anh em ha. Rồi còn thêm một số những cái phụ kiện đi kèm linh tinh, cũng như là tấm bạc ha, tấm lưới che, hay là một số những cái cầu đậu, những cái món ăn món uống bên trong cao bi, thì nó rơi vào đó tầm khoảng là 500 ngàn nữa. Thì tổng cái chi phí để hoàn thiện 4 cao bi này rơi vào khoảng 6 triệu 500 ngàn anh em ha. Như vậy thì mình đã giới thiệu khá là chi tiết về 4 cao bi mà mình vừa mới làm xong để gửi tới tất cả các anh em đang quan tâm về kích thước, vật liệu cũng như là tổng chi phí để hoàn thiện 4 cao bi này là bao nhiêu. Đồng thời thì mình cũng đã chia sẻ khá là chi tiết những cái lưu ý cực kỳ quan trọng trong cái việc chúng ta làm những cao bi nuôi chim sinh sản trong cái kiểu hình thức mà liền kề như thế này. Thì ngoài những cái thông tin mà mình đã giới thiệu đến với tất cả các anh em, thì mình sẽ làm thêm một cái hệ thống cấp nước tự động cho 4 cái AV này, giống như những cái chuồng cu gáy và những cái AV mình đã làm trước đây để cấp nước cho chim. Trong cái mùa nắng nóng anh em, thì cái lượng nước mà chim nó uống rất là nhiều, như là hết rất là nhanh. Nếu mà không có dùng những cái hệ thống đó thì khả năng mà chúng ta có thể quên cấp nước cho chim trong 1 đến 2 ngày, thì khả năng của chim anh em chúng ta nó sẽ có khả năng là chết chim đấy anh em. Bởi vì một cái đôi chim ở trong những cái AV mà nuôi chim sinh sản á, thì đôi khi nó có giá trị khá là cao, cho nên để mà chết những con chim trong khi mà không có đủ nước cấp cho nó thì đó là một điều cực kỳ là đáng tiếc đó anh em. Ấy thì mình cũng đã giới thiệu khá là chi tiết rồi, hy vọng thì những cái nội dung trong cái video này chia sẻ đến tất cả các anh em. Nếu anh em có những cái dự định làm những cái AV nuôi chim sinh sản trong tương lai, thì có thể xem cái video của mình như là một cái nguồn để anh em tham khảo thêm. Đấy. Rồi thì nếu anh em có bất cứ những cái câu hỏi nào liên quan đến nuôi chim sinh sản, về những cái dòng chim mình đã ghép và nuôi thành công, đấy là chào mào, chè lửa, chè than, cu gáy và khứu, thì anh em có thể comment ở bất cứ cái video nào trong cái kênh YouTube của mình, hoặc là trên cái kênh TikTok của mình. Mình sẽ cố gắng hỗ trợ cũng như là chia sẻ đến tất cả các anh em ha. Hoặc là anh em có thể vào cái phần giới thiệu kênh của mình, trong cái phần giới thiệu kênh mình có để những cái thông tin về Facebook và Zalo, thì anh em có thể kết nối để có thể trao đổi trực tiếp với mình anh em ha. Đồng thời anh em cũng đừng quên đăng ký kênh ha, cũng như là tặng cho mình một like để có những cái video tiếp theo thì anh em mình sẽ gửi tới anh em một cách kịp thời và nhanh chóng nhất anh em ha. Rồi thì chúc tất cả các anh em luôn giữ được một cái niềm đam mê chim cò của mình, đồng thời cũng như là chúc tất cả các anh em thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống anh em ha.